Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay là ngày 8 tây tháng 4 năm 2022. Tiếp tục trở lại thủ đô Hoa Kỳ vào ban ngày, được đạo Phật tử ở địa phương biết rành về mọi sinh hoạt cũng như địa dư ở trên này, là hỗ trợ đi để ban ngày để cho chúng tôi được biết những cái thắng cảnh của thủ đô Hoa Kỳ. Quý vị thấy không, bắt đầu đi tới thấy người ta đi tham quan, nó cũng không khác gì cái cảnh của thành nội Huế. Nội thành Huế nó bắt đầu đi vào. Bữa nào bây giờ mình đậu đây đó hả? Đó. Nó có tốn tiền đậu xe không chú? Ồ, cái con cò hả? Con cò là đậu xanh trắng hết rồi, không phải con cù câu chứ hả? Phải không? Ồ, vậy mà tôi nói ở xa nhìn tới con người. Ở chỗ này là thoải mái nhất. Dạ. Chỗ đi là qua anh Đào đó ha, là cái khu vực này gọi là ta đi tham quan. Bên này đây, anh Đào bên này. Dạ. Chỗ mio nó của. Cho trà xuống ha. Dạ vâng, xuống. Dạ. Thưa quý vị, đâu có lạnh đâu mấy cô. Không có lạnh, đi cho nó mát. Đó. Giống quý vị thấy thủ đô Hoa Kỳ nó có khác gì nội thành Huế của Việt Nam không? Để hai cái cáp không cho ông bà qua bên đây chia đôi. Đây là khu vực gọi là hoa anh đào, nhưng mà bữa nay chúng tôi đi thì nó rụng hết rồi. Đó, mấy người thấy không? Đó. Cái thứ hai lạnh thôi. Hơi lạnh không lạnh mấy. Nè, cụ Sáu này đẹp không? Không có cô kéo à, kéo nó đi. Dạ cái ra là nó chạy ra. Nè cầm giùm tôi cái đi. Đó, đừng có nghiêng tới nghiêng luôn nha. Để nó vậy sao chứ không có nghiêng cái điện thoại kia. Đi, đi. Nè chống gậy rồi. Mùa này 9 giờ đó. các xe cũng tới tấp nập giống như vua Việt Nam mình ha. Cũng thấy đứng thì ấy thầy, thưa thầy, yeah. Khi nào cần đứng thì mình phải làm sao? Khi bấm máy nó dừng lại rồi mình quay tiếp, dừng lại rồi mình... Đâu có, để lai tim thì đâu có vụ mà lai tiếp dừng lại. Ồ vậy hả? Lai tim là phải quay suốt yeah, thôi yeah. Chừng nào nghỉ luôn cái không có. Không có máy dừng lại, cứ quay mỗi hồi tôi quay ra. Tại vì tôi đi, cho tao thấy ông già chỗ gậy đi yeah. Không, cô Bích lai quay đi cho đẹp. Con phải đẩy người kia, đẩy người kia đi. Có khai mà. Khai đẩy. Khai có với bà cụ rồi. Cái lò nó đi đâu sao đẹp quá thì mình đâu đi theo người ta. Ông chỉ thầy đó, ông chỉ thầy mà thầy không học thấy ông đi đầu tiên đó. Ông chào. 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 Ông chào. Đây bởi ông chỉ ông đi theo ông mà. Ở đây gần sân bay luôn hả Đậu? Đây có sân bay riêng. Ờ, nó bay đi của quân đội. Nó, của nội địa. Ờ, nội địa, à. Nội địa với... Yeah. National, cái Reagan Airport á. Yeah. Còn ngoài kia, gần nhà con là ở đó là... Yeah. Rồi cái đoàn hồi nãy là đoàn gì vậy? Người ta đi tour. À, tour mà ta đi vậy đó. Yeah, đi tour sẽ mất. Tôi tưởng đâu là những người làm việc ở trong này. Nó đi tour. Dạ. Ồ, đây là quán đào đó ha. Đây nó teo tu hết rồi. Nó mẹ được bây giờ thầy được đẩy bà. Lâu lắm nó mới làm từ thiện được cái chế bộ. Đó, đó đâu phải, đó là đi tour chứ không phải người nào trong này. Đó, đây, đây, tour hết á. Yeah. Xe tour hết á. Trời ơi, ráng đi xuống cái đầy hết bây giờ đó. Đó, mình chúc mình đứng xếp hàng như người ta vậy đó. Đó, mình chụp chữ hình đó. Ok, cứ kìa, nó đang chọc cờ kìa. Nó đi tour. Tour đâu mặc đồ quân phục vậy thầy. Lính đi tour. Đây là của ông Lincoln, bạn nuôi cái kính. Oh, những cái tấm người ta tới đây ta chào, người ta không, người ta đi tour nhưng mà đấy, nhưng mà người ta chào là nó khác ở Việt Nam. Ở Việt Nam chào là quay mặt vào trong. Yeah. Hôm nay có trong lịch sử nè, trời ơi, mang máy ảnh luôn. Có gì đó. Có vào vùng 10 không? Some of them won't. There's no requirement. Hey, we can make the King Memorial. They do a lot of things here. Để lấy chìa khóa rồi, quên máy hình rồi đó rồi. Okay. Trời hôm nay đẹp quá không? Yeah. Đậu hũ. Đó trong lịch sử chứ. Nhà đậu hũ có thể đậu hũ. Nhà ngài có thể thuyết minh chút xíu về vị tổng thống này. Trời đâu biết đâu nhiều đâu. Lâu quá rồi hả? À, mục sư là đại diện kêu gọi bình đẳng cái da đen. À, thế rồi. Mục sư là kêu gọi cho dân chủ chứ. Rút kinh nghiệm để học quốc tịch tới luôn nữa mình kêu gọi là bình đẳng. Dạ, da đen, cái màu da màu. Ôi nó đen rồi. Không da đen có nó không? Dạ. Nãy mấy người này người ta nói tiếng thì mình tên đạo gọi nói kiểu lúc nó la lên đó thì nó solut á, nó nghĩa là nó người gì chú Mỹ hả? Ở tiểu bang khác đến. Bây giờ mình chụp phái đoàn đi, chụp hết phái đoàn, chụp phái đoàn này đi. Một lời của nói mà để cho mấy anh da đen, anh có cái bình đẳng đó là tôn trọng như vậy đó. All right, I want to get a picture y'all with the background. Y'all know what that is? What's that over there? What? Yeah. Hey, y'all, I want to get a photo of you guys. Everybody, come back. Yes, sir. All soldier to foot. Cover. No, just the covers like so. Well, y'all okay? Y'all okay? Y'all okay right now? Y'all can just be tight up each other. Hold on a second. Get back. Come on, ready. Get back. Come on, back here. Unless you want to get in. No, sir. Let's come back. I'm saying. Người ta chỉ cần cái cảnh, không có cần cái mặt đẹp. Mình đó thì thấy mặt đẹp chứ người ta mới da người ta đen, người ta đâu cần mặt đẹp nữa. Ta chỉ cần cái cảnh thôi. I want you to give attention. Don't be Mr. Cool, Mrs. Cool. As a position of attention, everybody yell. Thank you. Để chị kia vô đấy. Chị kia vô rồi chị. Cái gì ra đi. Quanh nó đẹp. Thầy ơi. Dạ. Thầy ra đứng vậy đó đi. Dạ. Dạ. Rồi mạnh ai nó chụp đi. Hai cô đi luôn. Chụp hai bà già kỷ niệm kìa. Ai muốn? Dạ trả rồi vô luôn. Thầy cứ vô đi, chụp cái đi. Thôi chết đi, tôi đâu chụp quà. Chụp đắp cái kìa, vô ăn kìa. Mượn của em. Tiếp chụp cái chú Kiển thôi. Không có chú Kiển. Cô chị ơi. Dạ. Cô chụp. Cô chụp hình dạ dạ. Ai chụp vô máy để chụp cho. Cô chú vô máy. Xong rồi tí nhờ để đứng chụp cho. Cái nói em có tiền không? Cái nói có tiền không? Cái xéo rồi. Hey y'all, get back. Everybody take a picture. Y'all all right? Get this one. Jeez. Come on, let's go. Thank you. Muốn chụp phải chính xác chứ, đừng có nửa người này nửa người kia. Muốn chụp đứng thẳng vô luôn. Chứ nửa người nửa kia thì sao chụp được hình người vậy? Thôi tôi không chụp thái, tôi phải chụp nước non rồi. Đây là thủ đô Hoa Kỳ, nơi hoa anh đào mà hàng năm cái mùa xuân hoa anh đào nở, nhưng mà bên đây mình đi trễ mấy hôm rồi cho nên nó te tua hết rồi. Còn bóng đó. Dạ. Còn bóng đó. Còn bóng. Tôi có buông lên rồi. Còn bóng sơ sơ rồi nè. Dạ. Tôi đừng biết là hai miếng đó. Tối thầy ơi. Hả? Mặt tối nó coi. Tôi đâu cần mặt, tôi cần cái cây, cái cảnh. Đây là phía ngoài này, bây giờ quay lại nè, cái chỗ này nè. Để cái bút chì kìa. Đó. Không, rồi đây mình chụp cái này rồi quay lại mình chụp cái kia. Rồi. Tôi cắt ra đi. Không. Chỉ hai bà già thôi. Thầy ra trước hay hai bà già trước cái già từ. Đến cái này nè. Chị ơi, đứng cho bóng còn nhiều kìa. Dạ, lên đôi cái cảnh á. Rồi, bay đâu? Đúng kìa. Đúng nào? Thầy, đây, biết chi nhiều kìa. Đúng, chạy thầy, đúng cái đầu chạy thầy. Thấy không? Đến cái hậu kìa. Một mình thầy thôi, thầy muốn một cái thì... Rồi, đó. Đi đi. Bỏ bà già hết, ăn chụp hình hay bỏ hết mấy bà già. Đi, thầy đi ra. Thì con mới kêu bông nhiều kìa. À, không. Không. Tôi biết cảnh tại mình làm. Còn mình tới xí thì xa quá. No, xa quá không thể được. Tới xí đi. Tại em cầm sợi này mà. Bốc gì? Làm ơn đi trước đi dùng đi. Đi. Tới xí cái đó. Đi, tôi biết là cảnh mà. Đi. Mấy người đó cứ đi. Đi hả? Chụp tới cái đi. Hút mình. Chưa? Thầy vô thầy muốn đứng cho má kế má con. Rồi. Mặt hơi tối mà không sao. À, tôi đâu có cần. Không, cái bút chì. Đó. Bên đây sẽ đẹp hơn nè cô. Đâu? Bên đây đứng vậy nó không lấy được cái bút chì mà nó không sẽ tối. Nè. Thấy không? Nữa mặt thôi, nữa người thôi. À, em kia ra dùng cái gai ngoài để cho thầy một mình thầy. Đó, vậy là đẹp. Còn lấy cái bóng của thầy nữa. Rồi. Chụp cái kiểu này nó mang đây nè, professional nè. Giờ đưa cái tay mà chụp sẽ dính vô cái bút chì. Cái giới trẻ du lịch của giới trẻ không đó, thấy quý vị ta canh đèn nếu không tới giờ là đủ số mình ra xe, thấy không? Đúng hay mình đi mình học. Yeah. Quay cho tôi đi cho đẹp, giống ông già tôi luôn cũng đó. Mình có vị tổng thống bên kia đi. Dạ. Có vị tổng thống. Giờ qua vị tổng thống kia đi. Đúng đó, cô kia là không? Qua vị tổng thống đó đi. Dạ được. Chị chụp đi. Dạ. Bây giờ không có ai chụp, ai muốn chụp từng người chơi. Hết pin rồi. Hết pin luôn hả? Hết pin rồi. Xui vậy. Sáng chuẩn bị xong chuẩn bị pin. Rồi bây giờ mới sáng này, ăn bóng này. Qua về lịch chụp cho cô lên giường cho cô cũng ngủ sáng đi sớm đó. Thành ra là con. Có máy cô hả? Con theo chỉ luôn đi con. Máy cô hả? Không, máy này máy của thầy. Máy của cô hết pin hả? Thôi được. Rồi, go. Đi đâu? Thì bác nói chuyện đi đâu đó? Không, đi thẳng. Ồ, đi bộ hả bác? Đi bộ. Không, cái máy để thầy tới. Thầy cũng có chụp hình lắm. Nhưng mà có đấy chứ, có cái chỗ qua thầy mới chụp cái bản không? Không được. Trong cái chỗ gì mà thầy không thấy thầy mới ấy ra mất tiêu rồi. Nó đăng mất tiêu rồi. Vui. Rồi đi để hồi đông lắm á, đi nữa. Ghê hả? Dạ con. Okay, hả? Dạ. Rồi đưa con cùng quay. Hai cô đừng quên bà già là được rồi. Đừng quên hai bà già là được rồi. Tao muốn mình thôi. Cảm ơn. Được không? Nói bà già tao không? Bà cụ tắm không? Cái máy này quay mà nó bự quá cầm cực. Máy này chưa xài còn nhiều nè. Rồi cái bông nhiều rồi, bông thiệt đó hả? Bông thiệt là bông đâu. Ông cái đi phải hoa anh đào. Thầy cũng nhắc quá. Ủa không phải hoa anh đào hả? Cái này không hoa, cái này mới đúng nè, cái này. Ồ. Cái này nè, cái hoa đào trắng cô ơi. Đào trắng hả? Trắng. Đó đúng rồi. Đào trắng. Đào trắng. Mấy cái tua này mình muốn lấy mấy cái tua này sao hết thầy? Con đi theo bác kia đi bác kia. Đẹp không? Đẹp quá rồi. Không nghe cái ầm để tôi để tôi chết. Hai thầy trò. Hai thầy trò. Quay không? Dạ. Cầm thế hả? Cầm mà quay ngược thì sao? Bác, mình muốn lấy mấy cái tour mà của Việt Nam mình ở đây có không bác? Không, Việt Nam không có. Việt Nam không có hả bác? Việt Nam không có. Không cầm hoa đào phải không? Cầm hoa đào. Muốn biết ở dưới là cạn hay sâu ta? À, theo một cái phim con coi cái chỗ này nè, nó tới đầu gối thôi. Ồ. Oh. Một cái phim con coi mà hồi nó chiếu ở chỗ này nè. Yeah. Nó chỉ tới đầu gối thôi. Yeah. Mà con không có chắc hỏi cái anh kia, chắc anh Huy biết. Vậy ta rủ cái đó cái ập của đây chứ được mà. Được đó nhưng mà nó được rồi. Ra cái ập nó thử coi ha. Vì nó thầy dạy trước con dạy sao. Dạ. Rồi cô đẩy đi. Rồi tới giờ. Ồ, cái tháp Úc Chì mình nhìn thấy nó gần chứ nó không phải gần hết ta. Đứng đây chụp rồi chụp ra. Cũng gần, cũng Như sát bên đây mà đi 3 lần mới tới được cái tháp Bút Chì đó, 3 lần mới tới được Nhà Trắng đó. Ủa chưa tới Nhà Trắng nữa mà. Nhà Trắng ở đâu? Hồi vô nói chuyện với ông. Ở đâu của đó Quốc hội đó hả? Ồ. À cái định đâu? Định à định này. Ồ. Mấy cô có ý kiến gì vô làm việc cái Quốc hội Hoa Kỳ không? Thôi hôm qua nó tàn rồi. Vậy chứ cái tháp vậy mà hàng triệu người mơ mà không thể nào mà qua và đứng nhìn thấy trực tiếp được như mình đó nghe, đúng không? Triệu con người ta đó ông Khai, triệu con người ở trên thế giới mơ được một lần tới chiêm ngưỡng cái cây Bút Chì này không mà không được á. Dạ. Coi chừng vô cái máy tôi nghe. Dạ. Ok, thầy đứng một chỗ khác cho người khác. Sang chút đấy mà đụng hết mấy người hết. Đây nè, đây nè. Nó có cái reflection của cái Bút Chì đẹp lắm. Đâu thầy cũng đâu rồi. Cho bắt đầu đi. Đó. Đó. Chưa? 1, 2. Có con vịt đằng sau đẹp, để chờ con vịt đằng sau. Để con vịt đằng sau. Chưa, không thấy con vịt. Rồi vậy được rồi. Vậy chứ bây giờ tôi nói cái thầy bây giờ thầy đó chỗ này ngay ngày có hang vịt đằng sau nữa. Vậy chứ tôi nói xích ra hết thầy người nào chụp hình nữa. Có cái tháp này không mà triệu con người trên thế giới muốn nhìn thấy mà tới không được đó. Và có thầy hơn có lại có cái cành cây nữa. Rồi chụp 2 cái đi rồi nó lộn gì nữa. Ê tôi nói có cái tháp Bút Chì. Bút Chì, cái reflection của cái đó với cái đó. Cầm cho cô Sáu kìa, cô Sáu xinh kìa. Thôi cô Sáu cầm rồi, hồi nãy thấy được kia rồi, cũng có rồi. Có cái reflection rồi, đừng có lo. Em chụp là có hình. Còn cô chưa có thì có không? Không có người đâu. Nãy giờ không biết chụp hả? Chụp với hang Mỹ thôi. Thầy nói nó, thầy nói nó. Xin đi. Hai thằng này là 2 thằng đi tới đây nè. Xin nó chụp. Ok, bây giờ đứng sát ra một chút để rồi người ta tới mình chụp. Cô nói nó đi. Cô. Dạ, để cô nói nó. Xin chụp đi kìa. He wanna take a picture with you. Can he? Yeah. He's a Buddhist monk. Yeah. Yeah. I'm gonna take my phone too. Oh, okay. If you do like this, that will be like a if you put your hand together, that would be wonderful. I take it. Sweet. Mất vết cho bà Sáu chờ để đăng chuyện này cái này nhào cái chuyện kia. You want it, I do it. Yeah. Oh, you want to take it? Yeah. I'm not going to play with your phone. Yeah, like that. See? Để cho tài ra, mình biết để cho tài ra. Rồi, đẹp rồi đó. Okay. Maybe you're good. Okay, good. Thank you very much. Rồi, bà Sáu muốn muốn chụp. Muốn chụp ai chụp đi. Rồi hết chụp rồi. Con nói nó mày chắp tay lại. Dạ. Rồi đi tiếp đi. Rồi đi cái nào nữa đi. Rồi bà này chưa có phải không? Đi vô. Máy em hết chưa? Hai bên này chặt quá rồi, bên đứng sát qua bên này chút nữa xích qua. Chân lỏng lớn ra. Rồi nãy con vịt trời làm hết hồn luôn. Lắm mình chưa chụp. Rồi, hai con vịt. Đi. Đi chú cái chợ kìa. Ý tôi nói á, cái tháp Bút Chì vậy mà trên thế giới á triệu con người ta muốn tới đây một lần mà cũng không đủ duyên á chứ bộ, thấy không? Hàng triệu con người ta muốn tới đây một lần thôi, nhưng mà đâu phải ai tới được đây đâu, phải không? Nên ý mình nói chứ không phải là giá trị gì, nhưng mà giống như cái cái duyên á, người ta đi tham quan quá trời kìa. Chỗ này mà chỗ này là số 1 rồi. Ủa gì hả? Cái chỗ này hiến pháp, lập pháp và hành pháp của nước Mỹ tại chỗ này. Hiến pháp, lập pháp, hành pháp luôn. Dạ, 2 ba thấy luôn hết tại chỗ này đó. Tức là những cái gì mà về nước Mỹ là ở đây yeah. Dạ. Ví dụ như Pentagon là cái chỗ mà quốc phòng đó. Dạ. Yeah. Đây luôn. Ồ. Oh. Dạ. Cái thầy cô vô học có được tới đây đâu, không? Không, con đi học, con đâu có thời giờ đi học. Nhưng mà con đi tới đây rồi. Con đi tới đây, con đi tự túc như vậy nè. Ồ. Đi chứ. Có lạnh vô đây không? Con xin đây bên đây. Cô bác, tôi ngồi đi, tôi ngồi. Big puddle, like move over a little, please. You're gonna be wearing the same shoes all day. Let's not move over. We're gonna get a little closer together. Đây là lấy thằng này phải không? Đừng phải quay lại. Phải không? This side, like Julie and Peter, closer. Sao? I know, no, I can't get you all in. Alright, we'll take it this way, it won't be close. Are you guys ready? Mr. Miller, you're not getting in? Come on, Mr. Harassi. Come on, Mr. Harassi. Come on. Miss Alvin, we're right there. Get in. No. Got it quick? No. Gavin, let's go, buddy. Hey, 1, 2, 3. Woo! Cheese! Đây. Let's go! If there were 3 of those helicopters, I got a picture. Dạ. Dạ. Không biết tư ban khác ha, tư ban này hả? Ồ, chỗ khác chứ. Dạ. Đâu lên hả? Lên đây đi. Lên đi thăm viếng. Nó lớn lắm. À, cái tượng ông này mà ta là đầu ổng đứa bóng mồng rồi nè. Mấy nhỏ đó cái không, ông gì mà ta rời đầu riết rồi. Bóng mồng đâu hết, bà cụ cũng rời nữa đó. Rời đầu riết bóng mồng luôn nè. Ừ. Ông này là ông gì chú? Rồi, tên người một. Ừ. Bằng đồng đó. Chưa? Lấy cho nào này đó. Từng người một. Này, muốn bác em đứng luôn cho bác. Đứng lại trước cái nhà mình đứng một người cái này cũng được. Trước cái nhà ấy di chuyển nó mình những người bên kia. Muốn cái này vào cái Để tao hạt không thứ tự. Cô Bích ơi, đứng kết lại có thứ tự kìa. Lomba của cái máy của ai? Lại của cậu. Chưa. Máy vô luôn phải không? Sao? Đứng kết lại có thứ tự. Đưa thứ tự. Dạ, không. Dạ. You know how to do this one? Oh no. As long as you don't run away with my camera. Yeah. I take another. Okay. Take another. Go ahead. Yeah. Không được, nếu nó đành lúc nãy nó làm không đúng luật bị bà cụ đứng trước. Thôi thầy một mình thầy đi cho thầy thứ tự, thầy đi. Thầy đi ra thẳng. Sao đâu. Chứ đứng trong cái nửa chân nữa, nửa nạc nửa mỡ đi. Máy không có hình. Không vô, chị muốn vô đứng cái kia nữa nè, đó rồi. Không được, bị bà cụ đi vô đây là không đúng luật Mỹ, không đúng cái luật. Bị luật hai đi ghét là phải được ưu tiên. Đó là đứng trước. Đó người ta ghét like mà. Kìa, vô đây. Thấy không? Không đúng luật. Anh phải đứng gì đúng like luôn, anh làm nữa. Không. Đó, mày đốt mình đẩy vô đây. Không, mà cái kinh nghiệm đó. Ừ. Nè, đó, hai ông gà cho con. Cô mời. Xác này. Không xác. Rồi. Ủa mà mình chụp không biết ý nghĩa gì vậy? Để hết luôn rồi, ngày hôm nãy thầy thấy hết rồi, mấy ông này kết like mà. Không kết like mình thầy à, tại vì bà cụ hay đi kéo là phải đi đầu, mình đúng, làm đúng lực Mỹ. Ông kết like gì, không nghe hàng nữa đó. Đó, vậy là mới đúng lực Mỹ đó. Hay đi kéo ưu tiên bà già, hay kéo đi trước. Đó, đó vậy mới đúng rồi. Thôi vận động. Thôi rời nó lên nước nữa. Rồi đi vô trong. Ủa cái này bà mà. Ừ. Cái bà. Có gì hả? Bà khỏe không bà? Ngồi đi hoài giờ nghỉ đi. Con sợ lắm. Dạ. Đi quý vị ơi, đây. Đẩy bà cụ cô Sáu. Mấy này bằng đồng không á chú ha? Đồng hết rồi, đồng xi măng thôi. Đồng thì có vàng đó nè. Đồng có xi măng thôi. Dạ, có vàng hết đó. Nếu không có đủ đâu chịu nổi. Dạ. Mà chịu đựng trăm năm này tới trăm năm khác. Dạ. Ồ, oh, quá tím kìa. Đẹp á, bớt. Rồi, cho tôi với chú ông bội đi. Thợ nào đây? Thợ đây chuyên nghiệp đó. Cho tôi chú hết, chú trước rồi vô hết. Em gài cái ấy rồi nha. Gài đâu mà còn đẩy được mà gài đâu. Gài chưa gài. Cho tôi chú trước rồi cái này vô hết. Chụp chú với thầy trước kìa. Cảm ơn phó nhòm. Thầy khai đâu rồi? Chụp nửa người thôi đó nghe, đừng có lo dưới, tại thấy hoa nhiều hơn. Không, cái này nó có cái bóng nữa, bên này nè. Đúng rồi đây nha. 1, 2, 3. Chà kêu lên. Đấy. Rồi, quý người nè. Đưa vô. Cái này với cái nào rồi. Ai muốn vô hết đi. Rồi vô đẩy ra, tôi dạ vô luôn. Không mà vô cũng được. Thôi bị thôi không được mà thôi. Cái đẩy thì không cần. Thôi đẩy nó vô trong nó đất. Vô mình vô đâu đâu. Thầy là thôi. Muốn chụp cái thầy thì vô còn không muốn để một mình. Không để cho thầy. Đừng tắm nước hoa thầy ơi. Đừng tắm hoa. Đừng có bẻ hoa. Nóng thì được, đừng có bẻ đâu. Đây cho quý Phật tử ở Việt Nam dòm thấy một cái đoạn phim rất dài xung quanh cái hiến pháp, lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ. Rồi đi ngay chỗ cái tháp Bút Chì rồi hồi sẽ tới Nhà Trắng. Rồi thấy không? Máy quay thì mới chụp được. Ủa quá, máy có hết điện hả? Máy có hết. À. Thầy đi đi, thầy đi vòng này. Thầy đi lòn qua mấy cái cục đó, thầy đi lòn qua mấy cái cục. Không được thôi, không được. Không có cục đi xuống. I have seen the world. Yeah, I have seen the world. nó giờ tôi là con ra vàng luôn nè, thấy không, cục Bắc Kinh luôn. Đúng không, vàng tươi. Đồng mô Phật. Người ta cờ là tôi bắt tay trái hả? Đúng rồi. Cái này cũng vàng tươi là thấy không? Rồi vậy thầy quay máy lại nha, con có hình. Dạ, dạ. Dạ, tổng thống này tổng thống nào chưa? Ông này có công rất lớn không? Dạ, có công mà có tượng đài là có công nên mới để lên chứ. Thế nên nó cầm ngón tay rồi thành vàng. Nó có cái tên đó. Sao nè, nó rời để chúng thấy nó vào luôn thế nè, nè, ở đây cũng nhìn này. Rồi. Mình cởi áo hết ra rồi nha. Rồi, tắm nữa đây con. Cho ăn đậu quốc tịch nha không? Cho ăn đậu quốc tịch. Nghe không nha không? Nghe không? Cho ăn đậu quốc tịch nha. Đi chơi xong về thấy cho đậu nha. Đi chơi về thấy cho đậu. Cô Thóc có đâu thấy cô đứng lên. Đứng lên, bên Mỹ mà người nữ từ lúc nào ưu tiên mà đứng lên chứ đâu xong đỏ. Rồi, vừa livestream thấy mặt luôn. Mấy cái con này nó trong anh Giang là. Có những cái từ trong slide không thấy xóa tất cả. Chụp hết cái bảng này. Cái đẻo mà trong nghệ giống già không cô? Nãy giờ thầy quay thầy để ý nha, cái vòng cung của cái mặt ánh mặt trời nó chiếu. Nó bị gom slay á. Dạ. Sẽ không thấy được gì đâu. Đúng không? Từ trong rễ giống ông già không? Ông khai rồi cái tôi đọc nè. Thầy đọc đi, A, B, C, D. Lên nè. A, F, G, H, M, H, O, R, E, T, H, A, N. Hello. Hi. Chụp cho tôi với ông bà già nữa. Ôi, chúng ta đâu có máy đâu chụp. Hi. Đừng bắt tay người ta nhìn anh. Yeah. Hello. Yeah. Thank you. Yeah. Đâu chắc ta đứng sao vậy đó. Nhưng mà tình nghĩa nè. Công người ta khai thác, ta làm cho độc lập đất nước này mình. Tổ tiên người ta cực khổ có thấy không? Mình nhớ ơn người ta. Tổ tiên người ta qua ta chạy dựng. Còn cái đất nước qua trường Hoa Kỳ là phải dễ để cho mình có ngày hôm nay mình được cái tự do này. Thấy chưa? Thấy việc khổ không? Đó, mình thấy cái đau thương, cũng đau thương mấy cái ngựa lạnh. Lạnh lẽo đó khác, nó thấy cả là thấy thương không? Phải đi đó đi rồi con. Yeah. Chết rồi. Đó, đi đi con. nói nè. Roosevelt mà cái gì First in United. Nó có đề đâu? Mẹ. Ông Eleanor là vợ rồi. Đó. Vợ, một là vợ, hai là mẹ. Ông First First United. Oh no, Delegate. First United Delegate to the United Nations, không phải vợ ổng. Cái người mà lần đầu tiên mà làm cái United Nations giống Liên Hiệp Quốc á, thấy không? Bả là thì bả cũng là cũng quan trọng với Roosevelt, để chút dòng cái Google coi, thấy không? Cái bả cũng làm vợ này, chị nó làm vợ nhiều, bả có một chức phận của cái Liên Hiệp Quốc á. Nó có tên Roosevelt đàng hoàng nè. Cái người mà đại diện cho nước Mỹ đó, đầu tiên á, trên đó. Trên Liên Hợp Quốc à. Là gọi là bà Bưu Bản gì là người vợ của ông Roosevelt. Là ngoại giao hả? Ngoại giao mình nhìn nữa. Ngoại giao. Eleanor Roosevelt. Bởi vì Eleanor là chưa biết. Ủa bác gì? First name thầy. Nè cô. Bác khai. Tôi mới ông về. Tôi thích mấy ông già già, tôi thích mấy ông trẻ. Đó, thích mấy ông già già. Oh, with me? Sure. Cô ai chụp mấy con? Chụp giùm 4-2 này kìa. Yeah. Take one of mine too. You know, if it's more grateful, you do like this. So they are Buddhist monks. Oh, okay. Unless you don't want to do it. That's okay. That yeah. See? Thầy kết bài như thầy. Oh, they did all right. Dạ, con, cái để cầm không kỹ. Được chưa? Beautiful. Chụp lại lần nữa có lạnh. Rồi mấy người trẻ nó tưởng đâu mình muốn nó nữa, rồi mấy người già nó cũng là Mỹ mình thấy gì lắm thầy, nó hãnh diện thấy một cái người mặt nó bự á, mình chưa có người nói chứ mình biết nói là ông nội biết ra chỉ làm gì. À tôi có cô, mình nhờ cô nói. Cái cô bật tự ở Nam Dê đó cô, tôi làm tình đeo quá cô mới quýnh thấy không? Mới cô tiếc cô mà không được đó. Cái lính lúc cổ nó làm neo cho một người nữ. Mà ông mới nói rờ người ta sao nó bây giờ trần ai phải của bên đó. Trời mình xin nói là mình chụp giống như mình đi tới Mỹ không? Mỹ tôi nói mình xin đó nó vui bây cho mình biết nói. Giống như có cô gì cô nói là ok. Nhiều cái nó xui, nhiều cái bất tự đó. Mình nói vậy có người nói cho nó trong việc. Không ý mình đi thôi. Rồi trong đó, ông bố hay tôi cũng nói là mình nó cũng chắc tay là nó luôn chứ. Mình không biết. Rồi bên đây coi ai Việt Nam có cái video tôi dài dữ dằn lắm à. Chắc phải cắt ra từng độ bỏ nó YouTube. Cắt đi rồi quay lần nữa cho nó nhiều cái khúc nó quay. Không có, kệ rồi mấy em á, bệnh nó biết nó cách cắt rồi. Nó nào đẹp thì để, cái nào xấu cắt bỏ. Mấy em nhỏ mà nó biết bỏ từ đoạn. Tại nó phải dễ mà có thước phim vậy. Người ta mơ triệu người. Các nước trên thế giới được ước qua bên đây một lần, người ta đâu phải ai cũng đi được đâu. Nãy không là chụp xong nó nói tên nó cái gì đó. Nói mình phải ngoại giao. Mình giống như mình không có nhưng nó nói rồi mình biết mình có điên hòa mình thế. Nhưng mà giờ mình sắp xấu mình gầu tiếng Anh mình wow. Cái giờ mình giống như mình nhờ vậy cô Bích cô nói mình sẽ ngơi nó sao. Chứ thử vô đây là mình cũng quay phim tự do mình chứ thật sự quay ở ngoài là chính hình người ta là mệt còn trong đây đi. Không ghi hình đó nha, ghi tiếng nói đó nha. Cho biết mình đang ở Mỹ chứ. Chứ Mỹ biết mình ở Mỹ chứ. Mình dẫn cảnh gì đó chụp sẽ được. Cái gì? Xuống cái chỗ này chút. Ủa trong đây cái gì? Red room. Ủa red room hả chú? Trời tưởng gì đó. Vậy là nam nữ gì đó. Vô. Có không? Có đâu. Đi rồi đi. Bạn ơi, đẹp nè. Ồ, đây là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ thưa quý vị. Ừ. Tổng thống. Sao? Cái tổng thống tòa nhà là hôm qua mình đi cái nhà kia đây không phải. Cái tháp này qua chú gì, chú tháp của cái ông gì tên gì đó. Ủa thế hả? Ừ, cái tòa nhà Quốc hội là cái chớm có cái đỉnh nó khác, nó bự hơn cái bạn qua mình xuống đi bộ đó. Chưa tới đó, cái này là cái của một cái ông tổng thống nào á. Qua mình đi là bức Quốc hội bự hơn chứ. Đúng không rồi. Hay là bên đây. Ở nhà Quốc hội nó có cái chớp hôm qua mình đi rồi, chính này cái mình chạy xe mình thấy cái sông này không vô được, đi vòng qua vẫn nó vô đâu đó. Tại nhà Quốc hội nó nằm bên kia. Cái này đâu phải tòa nhà Quốc hội đâu. Không phải, cái này cái dinh của một tổng thống gì đó, chú gì vậy? À vậy là của ông Lincoln. Đúng rồi. Hôm qua còn cái tòa nhà của họ là nó có chớp cái đỉnh lên trên tới mấy ấy. À nó cũng giống hả, con nhìn rồi. Đi cả ngày không hết á, đi cả ngày không hết cái hồ này, cái hành tránh quốc gia này nè. Thôi mỏi chân rồi, đau chân quá rồi. Ủa cái này đâu phải cái tòa nhà Quốc hội cô Bích, cho cô không lên kênh phải không chú? Cái này là của cái trắng trắng đó là cái gì chứ đâu phải tòa nhà Quốc hội. Đó đó. À. Không, nếu mà mình đi bộ được được cái này Quốc hội cho cô lộn rồi. Cô lộn rồi. Xe ở đâu? Giờ xe nằm đâu? Xe đầu kia rồi. Dạ. Bây giờ đi chở người lại nó hơi xa đó. Dạ thôi đây thì rồi. Bây giờ mấy người đẩy lên trước đó đi. Dạ. Con với ảnh đi xe này thôi. Lấy xe. Dạ. Rồi. Giờ đi ra ngoài đó đi. Dạ rồi. Sao quét nè các bạn. Đây chú đó hai bóng cái chiếc bay. Sao quét kìa. Nhiều không? Nhiều lắm á. Giờ chưa vô mấy cái bộ cái gì á, thư viện được miễn phí luôn á. Nó đi ra cái chợ nó đóng thiệt. Thôi vậy, tới đây tạm tác ngang, lại hồi